Xin chào các bạn, tôi là Amy, huấn luyện viên môn Body Rhythm. Chào mừng các bạn đến với One SK, nơi các bạn có thể tìm thấy những bài tập rèn luyện sức khỏe, cải thiện vóc dáng từ những bộ môn tập luyện hot nhất hiện nay. Bài tập sau đây sẽ giúp căng tròn vùng mông và săn chắc vùng thắt lưng. Và đây cũng là bài tập số 7 trong chuỗi các bài tập giảm cân của chúng ta rồi. Hãy cố gắng tập luyện cùng Amy nhé, chúng ta cùng bắt đầu. Bài tập khởi động đầu tiên chúng ta sẽ đến với hai chân mở rộng ra ngoài. Tay của chúng ta chống vào hông, nhẹ nhàng xoay vai, trùng xuống. Và nhẹ nhàng đứng dậy, chúng ta làm khởi động nóng cho phần hông và mông của chúng ta. Rồi di chuyển, trùng xuống, hóp bụng vào. Và nhẹ nhàng đẩy người đi thẳng dậy. Hít khi đi xuống và thở ra khi mình đi lên. Thở dài ra, rốn hóp vào nha. Và bây giờ thêm tay của mình vươn dài lên trên cao. Hít vào, trùng lên, vươn dài tay lên trên cao. Lặp lại, khi chúng ta trùng xuống, cái phần mông và đùi của chúng ta bắt đầu nóng lên. Kéo khuỷu tay về sau, nâng bàn tay vươn dài lên trên cao. Đi xuống, thở mạnh. Lặp lại hai lần, vươn dài lên. Một lần, vươn dài lên, giữ nguyên ở trên, chúng ta nghiêng vùng lườn sang trái. Vươn dài lên trên cao, sang phải. Và vươn dài, giữ nguyên cái điểm rốn của mình, chỉ nghiêng thân trên thôi. Một lần nữa, nhẹ nhàng, mình khép chân vào. Bằng vai, hít vào xuống bên dưới và thở, vươn dài tay lên cao. Nhẹ nhàng đi xuống. Tiếp tục. Khi mình đứng dậy, chúng ta không cần đạp thẳng đầu gối. Mình đầu gối vẫn hơi trùng nhẹ xuống. Đẩy nhẹ mông về sau. Nhanh hơn được không? Xuống. Lên. Xuống. Lên, khuỷu tay kéo ra sau, vươn cao. 8 lần. 7 6, hóp rốn vào. 5, 4, 3, 2 lần nữa. Rồi, quay trở lại, chúng ta giữ nguyên và nghiêng lườn sang trái. Kéo người của chúng ta đi dậy, sang phải. Và kéo tay vươn dài lên trên cao. Một lần nữa. Vai di chuyển y hệt, chân bước ra bên ngoài, trùng, nghiêng và nhẹ nhàng quay trở về, đổi bên, trùng, nghiêng, quay trở về. Chúng ta tiếp tục. Vươn dài cánh tay, hóp bụng vào. Tiếp tục nào. Rồi, nhẹ nhàng hạ tay, xoay người sang ngang. Chúng ta đứng về phía đầu thảm. Xoay vai về sau, trùng nhẹ đầu gối. Và bắt đầu vươn tay của mình lên cao. Hóp chặt vùng rốn lại, giữ nguyên ở đây. Chân bên trái, bước dài về trước, trùng xuống. Và đạp chân bên phải lên, trùng xuống. Chúng ta khi mình thở hoặc hít vào, ấn chặt cái lồng ngực xuống dưới. Một lần nữa nào. Và bây giờ làm nóng cho vùng hông, di chuyển, đá chân lên xuống, lên xuống. Đá và thở. Tiếp tục. Khi chúng ta đá giữ thăng bằng và mình gồng chặt vùng cơ bụng, di chuyển 8, 7, 6, 5, 4, 3. Giữ nguyên nào, giữ nguyên, dừng. Hai tay mở rộng sang bên ngang vai. Và bây giờ chúng ta có thể xuống sâu hơn được không? Xuống sâu. Trùng nhẹ đầu gối bên dưới. Rồi, quay trở về. Xoay vai và đổi bên còn lại. Chân phải bước lên phía trước. Vươn dài tay lên cao. Trùng gối.
đạp dài chân sau. Hóp bụng nha. Rồi, đẩy lên, nhẹ nhàng di chuyển, lên, xuống, lên, xuống. Luôn luôn thẳng chân, bám chặt các ngón chân của mình xuống sàn. Mỗi lần đá là một lần phần hông của mình siết chặt vào. Lặp lại. Yes. Cảm nhận vùng mông của mình đang nóng lên và tiếp theo đó giữ nguyên. Hai tay mở nhẹ sang bên ngang, úp bàn tay xuống và nâng chân lên để người từ từ đi xuống. Ok, quay trở về. Xoay vai, chặng số 3, tay vươn lên trên cao, trùng chân, vòng tay xuống bên dưới, bò tay, đưa tay về phía trước mặt, hông của mình hạ xuống, vai nhô về trước và giữ nguyên. Hít thở đều và cảm nhận cơ bụng của mình. Chúng ta đạp thẳng hai chân ra, chân của mình và tay đều mở rộng bằng vai, đẩy hông về sau và giữ nguyên. Mục tiêu của chúng ta là kéo chặt cái gót chân xuống sàn, đạp căng theo gối, hóp dồn vào, đẩy sốc cái phần vai của mình lên. Mắt nhìn xuống dưới chân, tiếp tục giữ nguyên. Bắt đầu cảm nhận thấy cái kheo gối của mình đang được kéo giãn. Kéo giãn thêm một chút nữa. Ok, gối chạm sàn nhà. Nhẹ nhàng hít sâu và đưa mông của mình về sau. Tripod thư giãn. Bài tập số 3, chúng ta đến với phần hông ngang của mình. Chân và tay, hai đầu gối khép vào, tay mở rộng sang bên ngang. Nhẹ nhàng nâng gối sang bên ngang hông và hạ nhẹ nhàng đi xuống. Chúng ta đổi bên, nghiêng sang trái, quay trở về và lặp lại. Đổi bên, dần dần chúng ta sẽ cảm thấy vùng hông của mình nóng lên và làm nhanh hơn. Lên, xuống, lên, xuống. Tiếp tục di chuyển. Di chuyển không cần quá nhanh, chủ yếu mình hãy giữ thăng bằng cho cơ thể. Tiếp tục, lên, xuống, lên, xuống. Rốn của chúng ta hóp tròn vào bên trong, đẩy sốc lồng ngực. Bây giờ nhấp nhẹ, lên, xuống, lên, xuống, chỉ một chân thôi. Chúng ta làm nóng toàn bộ cái phần hông lên. Lưng hoàn toàn dựng thẳng, hóp rốn. Đổi chân còn lại. Thở mạnh. Đẩy mông về phía sau. Nhô vai về phía trước, ấn hông của mình xuống sàn. Nhìn lên trên, siết chặt vùng mông của mình vào. Rồi, nhẹ nhàng từ đây chúng ta móc bàn chân, di chuyển mông đẩy về sau, đưa mông kéo về gót chân. Mắt nhìn tay đẩy. Hạ đầu gối, đưa mông về sau. Lặp lại, nhô về trước mặt. Hạ mông, tiếp tục đẩy về sau. Yes, đưa về sau. Hạ gối. Nhẹ nhàng di chuyển và chúng ta cảm nhận âm nhạc. Trùng gối, một lần nữa nào. Thả lỏng, duỗi mũi chân, giữ nguyên.
kéo giãn lưng, kéo giãn vùng đùi của mình, vươn dài cánh tay về phía trước. Tiếp theo đó, nhẹ nhàng lật ngửa ra, chúng ta nằm ngửa xuống sàn nhà. Rồi, ở đây bắt đầu làm cho phần hông và lưng của mình nóng lên và đốt cháy. Nhẹ nhàng đẩy hông của chúng ta lên trên cao, siết chặt phần mông lại. Nhẹ nhàng đi xuống, chúng ta thẳng lên và thẳng xuống, bụng hóp chặt vào bên trong. Yes. Vươn cái phần rốn và siết chặt hai má mông lại. Lặp lại, lên, lên, xuống, xuống. Ấn cái gót chân của chúng ta xuống sàn nhà và vùng đùi chúng ta có thể hoàn toàn thả lỏng. Mình siết chặt vùng hông, thả lỏng vùng ngực. Khi chúng ta đẩy cái rốn của chúng ta lên, lồng ngực ấn xuống bên dưới. 3 lần nữa nào. Lên và giữ nguyên ở trên cao, dừng lại, siết chặt phần mông, đưa hai tay vươn dài lên trên đỉnh đầu. Giữ nguyên, hóp rốn vào. Với bài tập này, vùng thắt lưng của chúng ta nó sẽ siết chặt hơn. Cái đường cong ở thắt lưng nó sẽ rõ ràng hơn và khiến cho cơ thể của chúng ta có những đường cong tuyệt vời hơn. Giữ nguyên ở đó. Nhẹ nhàng, chúng ta khép hai bàn chân của mình vào. Kiễng gót chân lên, dính chặt hai đầu gối vào nhau. Cảm nhận vùng cơ lõi của mình. Chúng ta đã cảm thấy thắt lưng của mình chưa nào? Vòng hai tay xuống bên dưới, đan vào nhau, duỗi thẳng tay để siết chặt lồng ngực. Chân bên phải co lên. Rồi, nhẹ nhàng hạ xuống và chúng ta đổi chân thật chậm để giữ thăng bằng cho cơ thể. Ở động tác này, càng chậm càng tốt nha. Một lần nữa nào. Giữ nguyên tư thế ở đó, hãy di chuyển đầu gối với tách và khép chặt. Mỗi lần khép chặt thì mình thở mạnh ra bên ngoài. Cảm nhận vùng cơ thể. Và hãy kiên trì, chúng ta sắp hết rồi, đừng dừng lại. Xuống, ôm hai đầu gối về sát ngực, kéo giãn vùng thắt lưng của mình. Yes, đó là vùng thắt lưng của mình. Hai tay mở rộng sang bên ngang vai và chân lên 90 độ. Chúng ta giữ nguyên ở đây, ấn chặt hai bàn tay xuống sàn, vẽ đầu gối thành hình tròn, đưa đầu gối về ngực, nghiêng phải, duỗi xuống bên dưới, vẽ sang bên trái. Về ngực, sang phải, xuống dưới, sang trái, ngược lại, trái, duỗi, phải, quay trở về giữa. Dừng lại nào, cuộn vai lên,
ôm tròn, hạ xuống, cái tay vòng từ ngoài vào trong, ôm tròn vùng đùi, mắt lên nhìn vào rốn, lặp lại và tiếp tục. Rồi, với bài tập với mông và lưng, chúng ta vẫn đừng quên tập luyện cho vùng bụng, làm nóng xung quanh cơ thể. Rồi, làm nóng toàn bộ cơ thể lên chưa ạ? Sau đó chúng ta giữ nguyên ở đây, giữ nguyên ở trên cao. Hai tay vòng về sau gáy, giữ lấy vùng gáy của mình, mắt nhìn vào rốn. Chúng ta đang cảm thấy vùng bụng của mình được đốt cháy. Tiếp theo, hai tay chạm đầu gối, lăn tròn cơ thể. Gồng bụng, để khi chúng ta lên, cái phần lưng của mình được cong tròn, mắt nhìn vào rốn. Chúng ta lăn thêm nào, mình có 10 giây nữa. Hãy kết hợp nhịp thở với thở là đi xuống, hít là đi lên. Rồi, lên và giữ nguyên. Giữ nguyên ở đó, gồng chặt cơ bụng. Nâng nhẹ vùng cằm, mắt nhìn thẳng về trước mặt. Chúng ta có cảm thấy người của mình đang run lên không? Kiên trì, đốt cháy cơ thể. Ấn vùng vai của mình xuống, càng mỏi chúng ta càng hít thở đều. Chưa hết. Bây giờ hết, hạ chân xuống. Lật úp cơ thể, chúng ta nằm sấp xuống sàn nhà. Rồi, hai cái tay đan nhẹ trước trán, sau đó chân phải nâng lên, hạ xuống, chân trái lên và hạ xuống. Chúng ta hãy lên chậm và không để cho cái chân có nhịp dừng. Lên thật chậm và xuống luôn. Ok, lên và xuống. Một cái điểm chú ý là chúng ta sẽ siết mông để nâng chân lên, không siết lại, nâng chân và khi nâng thẳng đầu gối. Chân phải nâng, tay phải nâng, chạm và quay về, đổi bên còn lại. Thật nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ cảm nhận vùng lưng. Lặp lại tiếp tục. Hai lần nữa. Một lần nữa. Và bây giờ bên phải lên và giữ nguyên. Dừng. Bả vai chúng ta vươn dài lên cao. Ấn cái đầu gối xuống. Vươn dài vai lên trên. Tay chạm nhẹ vào gót chân. Và bả vai chúng ta ấn xuống. Nhìn thẳng lên trên. Chưa hết, tiếp tục. Hít thở đều, nhẹ nhàng hạ xuống, từ từ hạ xuống. Hít thở sâu. Và chúng ta đã sẵn sàng để mình đổi bên chưa? Xoay sang bên đối diện. Nằm và siết chặt thót vùng rốn của mình vào bên trong. Ấn bàn tay xuống sàn và chạm bàn tay trên vào phần chân. Hạ bả vai, kéo dài vùng cổ.
xuống, chán chạm sàn, thư giãn cơ thể. Yes. Bài tập cuối cùng, hai tay chống, đẩy hông về phía sau. Kéo giãn toàn bộ cơ thể. Chúng ta giữ ở đây để vùng lưng của mình được nhẹ nhàng kéo giãn. Hãy hít thở sâu. Rồi, sau đó hãy ngồi thẳng lên. Đưa cái chân trái của mình về trước và chân phải về sau. Nhẹ nhàng vươn dài lên. Ấn cái phần hông của mình xuống dưới, vươn dài tay lên cạo. Hóp dồn vào và nghiêng sang chân phải. Gập người về trước mặt. Rồi, sau đó chúng ta đổi chân. Vươn dài và ngồi nguyên. Khi chúng ta ngồi, cái phần mông đối diện ấn xuống, kéo giãn toàn bộ cơ thể. Dồn toàn bộ trọng tâm vào vùng hông của mình. Nghiêng sang chân trái. Kiểm tra vùng vai, nếu chúng ta úp xuống bên dưới, tác dụng không cao, mình mở căng lên. Yes, ôm người xuống, cúi về phía trước mặt. Kéo giãn vùng lưng. Rồi, nhẹ nhàng đan hai cái chân của mình chạm vào với nhau. Hai tay ôm nhẹ vào bàn chân của mình và dựng thẳng vùng lưng của mình lên. Hít thật sâu, vươn dài cổ lên trên cao, ngồi nguyên ở tư thế này. Thả lỏng hết hai chân để phần hông chúng ta được kéo giãn. Yes. Thả lỏng cơ thể. Rồi, mình đã thả lỏng được phần hông của chúng ta gập xuống, tiếp tục kéo căng vùng lưng. Hông và lưng khi tập xong chúng ta rất cần được thả lỏng để tránh bị chấn thương và tránh bị bó cơ. Mỗi lần thả lỏng, hãy giữ để kéo giãn dần dần. Rồi, ngồi thẳng dậy. Yes. Các bạn có cảm thấy vùng lưng của mình được siết chặt hơn, hông của chúng ta được căng hơn chưa? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Amy trong bài tập vừa rồi. Đừng quên truy cập OneSK mỗi ngày để cập nhật những bài tập mới nhất, hữu ích nhất dành cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo của OneSK. Xin chào!